C03 Bộ Công an làm việc với Giám đốc Kế toán CDC Nghệ An. Ngày 22 tháng 12, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã mời ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, CDC Nghệ An và một số người khác lên làm việc. Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng xác nhận, ngoài Giám đốc CDC, Kế toán, Thủ quỹ CDC cũng được mời làm việc. Sở Y tế cho biết, trong thời gian ông Nguyễn Văn Định vắng mặt, Sở đã chỉ đạo ông Chu Trọng Trang, Phó Giám đốc CDC Nghệ An phụ trách. Cũng trong chiều ngày 22 tháng 12, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã xuống CDC Nghệ An để nắm bắt tình hình. Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết, các phòng ở địa phương chỉ phối hợp với lực lượng C03 Bộ Công an. Trước đó, ngày 21 tháng 12, trao đổi với Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế và An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã đến cơ quan yêu cầu thu giữ toàn bộ hồ sơ 4 gói thầu mua sinh phẩm, vật tư của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á để nghiên cứu. Trước thông tin về việc chi tiền ngoài hợp đồng cho các trung tâm CDC và cơ sở y tế tùy thuộc vào đơn hàng, phóng viên đặt vấn đề với Giám đốc CDC Nghệ An về khoản hoa hồng từ Công ty Việt Á. Ông Nguyễn Văn Định nói, từ thông tin báo chí thì tôi khẳng định chưa bao giờ nhận khoản tiền nào từ phía Việt Á cả. Phía CDC đang rà soát lại nội bộ xem có chỗ nào có vấn đề không để điều tra. Ông Định cho biết, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, Nghệ An có mua vật tư, sinh phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Tính từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư hóa chất hết 60 tỷ đồng, phục vụ công tác phòng chống dịch. Riêng các vật tư sinh phẩm của Công ty Công nghệ Việt Á được đặt mua là 28 tỷ đồng. Số tiền còn lại là các đơn vị khác. CDC Nghệ An mua sinh phẩm, vật tư của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á theo 4 gói thầu, trong đó có 2 gói được đấu thầu rộng rãi, 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15 tháng 7. Khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng, gói chỉ định thầu còn lại vào ngày 31 tháng 10 với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng. Bình quân CDC Nghệ An mua của Công ty Việt Á là 367.500 đồng một bộ test PCR, ở thời điểm mua cao nhất là 470.000 đồng một bộ.